Thầy chào tất cả các em. Thầy cùng các em tìm hiểu đề cương tham khảo giữa học kỳ 1 tin học chính. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu bài số 1 từ máy tính đến mạng máy tính thì có những câu trắc nghiệm và câu tự luận như sau. Câu 1 trắc nghiệm: mạng máy tính có những lợi ích nào sau đây? Vậy thì chúng ta đã biết mạng máy tính có bốn lợi ích chung. Đó là dùng chung dữ liệu, dùng chung các phần cứng và phần mềm và trao đổi thông tin. Vậy thì chúng ta chọn đáp án A. Câu số 2: các kiểu kết nối mạng cơ bản thì có 3 kiểu kết nối. Kết nối theo đường thẳng, tức là theo đồng trục, kết nối kiểu hình sao và kết nối vòng. Chúng ta chọn đáp án A. Tiếp theo câu 3: trong các thiết bị sau, thiết bị nào là thiết bị đầu cuối? Thì chúng ta cũng đã biết rồi, thiết bị đầu cuối là máy tính, máy in, máy fax, vân vân, thì được gọi là thiết bị đầu cuối. Thì chúng ta chọn đáp án B. Sang câu hỏi số 4: thế nào là máy khách? Thì chúng ta đã hiểu máy khách là máy con, còn gọi là máy trạm, thì sử dụng các tài nguyên do máy chủ cung cấp. Thì trong này có câu nào mà do máy chủ cung cấp thì câu đó, câu D. Ok. Câu 5: mạng quang được viết tắt của các từ nào sau đây? Thì chúng ta đã biết đây, mạng quang là được viết tắt là tiếp tục sang câu hỏi số 6: khi phân loại mạng máy tính theo môi trường truyền dẫn thì được bao nhiêu loại? Thì theo môi trường truyền dẫn thì có hai loại, đúng không? Vậy thì chúng ta chọn câu B. Tiếp tục câu hỏi số 7: thành phần nào của mạng máy tính thì gồm là thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao tiếp viên, truyền thông, có bộ thành phần cơ bản? Thì chúng ta chọn câu D. Sang phần tự luận thì câu 1: khái niệm mạng máy tính thì chúng ta đã học rồi. Thì mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối lại với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn, tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như mềm, máy in, vân vân. Câu hỏi tự luận số 2: các thành phần của mạng máy tính thì chúng ta đã biết rồi, có bốn thành phần cơ bản sau: các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao tiếp viên, truyền thông. Sang câu hỏi số 3: lợi ích của mạng máy tính thì chúng ta cũng đã biết là có bốn lợi ích cơ bản sau: dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung phần mềm và trao đổi thông tin. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu bài 2 có những nội dung chính sau đây. Bài 2 là mạng thông tin toàn cầu Internet. Nói về Internet thì ta phải nói là toàn cầu, tức là cực kỳ rộng. Thì đầu tiên chúng ta truy cập vào trang web thì có chữ ba chữ W ở đầu, thì viết tắt của cụm từ nào sau đây? Thì viết tắt là World Wide Web. Đây, World Wide Web, World Wide Web. B. Ok. Sang câu hỏi số 2: Internet là? Thì chúng ta nói là Internet là quy mô toàn cầu. Chúng ta nhận dạng có chữ quy mô toàn cầu. Một nước thì loại
một huyền loại, một tinh loại với một con cộng. Ok, chọn đáp án B. Câu 3, chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet thì nói chung mạng Internet là không trực thuộc chủ sở hữu nào hết á, tại vì nó là dùng chung cho tất cả mọi người. Chúng ta chọn câu câu C. Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây thì chúng ta cứ tìm hiểu mạng toàn cầu ha. Ok, câu B. Tiếp tục chúng ta sang câu hỏi số 5. Khi quang sưu tầm hình ảnh về phong cảnh quê hương thì em với công cụ tìm kiếm Google thì quang có thể sử dụng dịch vụ nào trên Internet? Trên Internet thì có nhiều dịch vụ, dịch vụ đào tạo qua mạng, thư điện tử, hội thảo trực tuyến để tìm kiếm thông tin. Thì đào tạo qua mạng thì người ta dạy liên quan đến dạy, thư điện tử thì liên quan đến Gmail, Yahoo, hội thảo trực tuyến thì các cái cuộc họp, tìm kiếm thông tin. Ok, vậy thì quang sưu tầm hình ảnh là tìm kiếm đâu? Đầu tiên sang câu hỏi số 6. Em hiểu thế nào là Internet? Thì chúng ta khi nào nói đến Internet là khắp thế giới với là toàn cầu, thì ở trong câu nào mà có khắp thế giới với là toàn cầu thì chính nó là câu câu đó. Câu A là hệ thống kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, có chữ khắp thế giới. Chúng ta chọn câu tiếp tục sang câu 7. Dịch vụ nào sau đây không phải là dịch vụ Internet? Thì đơn giản đó là thảo vấn văn bản. Còn thảo văn bản nó không phải là dịch vụ Internet đúng không ạ? Số 8. Khi đặt vé xem một trận bóng đá mà em yêu thích qua Internet thì ta nghĩ đến là thương mại điện tử rồi ha. Có câu A, B, C, D, thương mại điện tử. Tiếp tục câu hỏi số 9. Máy gửi thư điện tử cho Ngọc dùng công cụ nào? Thì chúng ta nói đến gửi thư điện tử đã nói gửi dùng công cụ Gmail đúng không ạ? Thì ta nói đến thư điện tử mà chúng ta đã học. Bài số 4 và bài thực hành số 3. Câu hỏi số 10. Kết nối nhiều mạng máy tính ở toàn cầu lại với nhau được gọi là toàn cầu mạng Internet đúng C. Tiếp theo câu hỏi số 11. Cách kết nối mạng Internet thì chúng ta phải đăng ký này, rồi nhà cung cấp dịch vụ để trang thiết bị cho mình, rồi họ công, rồi họ cài đặt cấu hình, thì đó là mình sẽ sử dụng. Thì chúng ta sẽ chọn tất cả các ý trên. Sau phần tự luận khái niệm mạng Internet thì đơn giản, mạng Internet là kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như Gmail, chat, vân vân. Ở sang câu hỏi từ vựng số 2 của bài 2, làm thế nào để kết nối Internet? Thì lúc này chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Thì chúng ta phải phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ, rồi họ sẽ hỗ trợ các thiết bị và cài đặt cho mình đúng không ạ, để cho mình truy cập vào Internet.
Tiếp theo câu hỏi số sang bài số 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet thì phần trắc nghiệm như sau. Câu 1. Bạn Loan tìm bài văn mẫu để thuyết minh về trò chơi dân gian với công cụ tìm kiếm của Google. Thì theo em, nội dung vừa nói trên thuộc loại dịch vụ nào của Internet? Tìm kiếm đó. Thì ở tìm kiếm thông tin trên Internet. Chúng ta chọn đáp án C. Câu hỏi số 2. Cách sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet thì ta nghĩ đến truy cập máy tìm kiếm là ok này, gõ từ khóa được này, rồi nhấn phím Enter, ok. Tiếp tục câu hỏi số 3. HTML là viết tắt của cụm từ nào sau đây? Thì H là Hypertext. H là Hyper, T là Text, M là Markup, L là Language, Language là ngôn ngữ. Thì chúng ta chọn câu B. Ok. Tiếp tục câu hỏi số 4. Để truy cập trang web ta thực hiện thì đầu tiên chúng ta gì? Phải nhập địa chỉ của trang web qua ô địa chỉ rồi nhấn phím Enter. Chúng ta chọn câu đáp án A. Câu hỏi số 5. Trang web là thì trang web là một cái siêu văn bản được gắn địa chỉ để cho chúng ta truy truy cập. Câu 5 này thì chúng ta chọn câu câu A là đáp án. Tiếp tục câu số 6. Trang chủ là một cái trang web được hiển thị đầu tiên khi truy cập web website. Vậy thì 5 câu câu C, đáp án C là đáp án cuối cùng. Câu hỏi số 7. Một hoặc nhiều trang web thì website. Câu này là quá đơn giản, chúng ta chọn câu C. Tiếp tục câu hỏi số 8. Đây là thế hệ các cái website, đây là cái hệ thống các website được truy cập qua các máy tính và mạng máy tính. Thì chúng ta nhớ ngay là web, quay web. Đáp án B. Sang câu hỏi số 9. Tìm kiếm thông tin thì dựa trên, ok, dựa đến từ khóa thôi ha, dựa đến từ khóa. Chúng ta sang phần tự luận. Nếu cách truy cập trang web thì đơn giản đúng không ạ? Cách truy cập trang web thì có hai ý nhỏ đơn giản như sau. Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ rồi chúng ta nhấn phím Enter. Hỏi số 2 của phần tự luận. Nếu cách hiện sử dụng máy tìm kiếm thì cũng là đơn giản. Có hai bước như sau. Truy cập máy tìm kiếm, gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. Đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta nhấn phím vào nút tìm kiếm. Ok. Sang câu hỏi số 4. Xin lỗi, sang bài số 4, tìm hiểu thư điện tử thì có những câu hỏi trắc nghiệm như sau. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử thì ở đâu? Đây chúng ta chọn đây là đáp án cuối cùng. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử thì đơn giản thôi, có phần tên còng rồi tên chủ com.
còn thẳng này là có dấu là không được, đây thì không có cộng, Google đây không có ô, ô B, ok. Đáp án B là đáp án cuối cùng. Sáng câu hỏi số 3, trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát thì đơn giản thôi, đó là tên đăng nhập này, các công này, tên máy chủ và thư điện tử. Ta chọn đáp án B là đáp án cuối cùng. Sang câu hỏi số 4, trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử? Thì thư điện tử thì chúng ta cũng đã biết rồi, các công đúng không? Tên các công việt nam máy chủ com, thì đây là loại không có công, đây là có công. Nhưng mà Yahoo thì biết sai. Đứng sau chữ công thì không có máy chủ. Dẫn chỉ thì không có công. Câu C là đáp án cuối cùng. Lớp 9A là tên công. Rồi Gmail là tên máy chủ. Chắc. Qua câu hỏi số 5, hệ thống vận chuyển thư điện tử. Thì hệ thống điện điện tử thì chúng ta nghĩ đến mạng máy tính đúng không? B có về là câu cuối cùng của đáp án. Tiếp tục sang câu số 6, để có thể gửi thư nhận thư điện tử trước khi thì chúng ta phải gọi làm sao, phải đăng ký với nhà sản xuất đúng không ạ, để đăng ký tài khoản thư điện tử. Đăng ký rồi chúng ta mới gọi được, mới nhập được tài khoản vào. Ok, đáp án C là đáp án cuối cùng. Câu hỏi số 7, lợi ích của thư điện tử là chi phí thấp, thời gian thực thì có thể gửi kèm tệp. Chúng ta chọn câu D là đáp án cuối cùng. Sang phần tự luận, em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống thư điện tử thì chúng ta cùng tìm hiểu như sau. Thì câu này thì khá là mở rộng. Tiếp tục đó là hệ thống thư truyền thống thì có ưu và nhược điểm như sau. Đây. Hệ thống ưu điểm của thư điện tử thì chuyển tức thì kèm theo tệp này, thời gian không dài, tiện lợi bảo mật cao, với đồng thời nhiều người cùng một lúc đúng không ạ. Nhược điểm thì nếu mà không có mạng, không có điện thì không gửi được, và gửi tức thì cho nên chúng ta thường xuyên viết ngắn gọn là không thể hiện được cái tình cảm. Hồi xưa mà đọc một lá thư là chúng ta phải rung động và viết cả đêm cả ngày mới được lá thư. Đem vần thơ vần trăng gửi gắm tình cảm cho người thân, người gia đình, cho bạn bè. Đấy. Tiếp tục là hệ thống thư truyền thống thì ngược lại của thư điện tử. Ưu điểm của thư truyền thống thì người ở đâu cũng được, không có mạng cũng được, để thể hiện được cái tình cảm mà người gặp ở trong lá thư. Nhược điểm thì ngược lại, giá thành cao thì phải đi đến bưu điện mới gửi được, tức là mất thời gian. Thì tính bảo mật thì lại không cao, người một lá thư chúng ta viết mãi mới gửi được một người. Nếu mà chúng ta mà đi in đi khi đó mới gửi được thì cũng là mất thời gian. Tiếp tục câu hỏi bài 4, thì chúng ta đọc là bạn anh đã đăng ký một tài khoản điện tử và cái hộp thư trên cái trang web google.com, web my.google.com. Thì nghĩ đến là Gmail có, thì anh cho rằng không thể gửi được thư điện tử trong lòng,
đều được, thì chúng ta nghĩ đó là quy định từ ngân hàng đấy, giữa ngân hàng này với ngân hàng kia có tính mắc xích liên kết để cho nhau, cho nên vừa được hết. Thì chúng ta tìm hiểu tham khảo đáp án như sau. Ý kiến của bạn anh là không đúng, tại vì vừa được hết thì vì là có thể người quy định từ cho bất cứ người nào có địa chỉ quy định từ, không phụ thuộc vào địa chỉ đó chuyển tiền ở thẻ thì không không cần biết là các cái ngân hàng nào, nhưng mà đa số là ngân hàng có liên kết chuyển được hết. Câu hỏi số 3, thư điện tử là gì? Thì chúng ta tìm hiểu đáp án như sau. Thì đơn giản đó là các bước là truy cập về trang web cung cấp thư điện tử, vào một hộp thư bằng cách là gõ tên đăng nhập mật khẩu rồi nhấn chữ enter. Trước lúc mình đăng ký thì sau mình sẽ nhập như vậy. Thì chúng ta đã tạm thời là giải quyết xong đề cương ôn tập trước kỳ. Chúc các em thi tốt, được điểm cao. Cảm ơn các em. Nếu các em thấy hay, có ích thì ủng hộ tinh thần bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn các em rất nhiều. Chào các em.